Mến chào các bạn, chúc các bạn luôn an vui và hạnh phúc. Vậy có trở về với các bạn với một thông điệp của ngày hôm nay, đó là chúng ta đang suy nghĩ rằng người đó đang nghĩ gì về bạn. Chúng ta sẽ biết được là người đó là người mà chúng ta vẫn thường nghĩ đến các bạn nhé, như họ đang nghĩ gì về chúng ta. Chúng ta hãy cùng trải bài với mẹ nhé. Người đó đang nghĩ gì về bạn ngay giây phút hiện tại này? Họ đang nghĩ rằng bạn chính là một nửa của họ. Họ nghĩ rằng hai bạn chính là người mà tâm đầu ý hợp, cùng hướng nhau đến một cuộc hôn nhân viên mãn, cùng hướng nhau đến một bến bờ hạnh phúc, và nơi đó có những đứa trẻ cùng với những ly tình yêu, cốc tình cảm tràn đầy. Và người đó còn nghĩ cho bạn rằng chính bạn đã kết thúc của họ những cái chu kỳ mà của sự cô đơn, đã kết thúc cho họ những điều mà họ cảm thấy rằng cuộc sống của họ không được như ý. Thì khi gặp bạn, bạn đã làm cho họ kết thúc cái điều đó đi và trở thành hạnh phúc. Và nữa, họ sẽ nghĩ rằng bạn chính là đến để trao cho họ những cái sự sẻ chia, trao cho họ cái tình yêu thương và mang lại cho họ những giấc mơ của những điều tốt đẹp nhất. Và đến bên họ, bạn chính là người mang lại cho họ những điều mà họ thường mơ ước thấy. Và đây chính là một điều mà các bạn thấy rằng người ta đang nghĩ về bạn đó. Đều là những cái điều tốt đẹp, đều là những điều mang lại cho họ cảm thấy rằng có sự hạnh phúc và bình an. Và các bạn biết rằng khi các bạn đến với nhau, tình cảm của các bạn nó sẽ được sẻ chia, và chúng ta sẽ có những sự gắn kết. Tình yêu đó là từ xuất phát từ hai phía và kết thúc đi những sự cô đơn của mỗi người. Chúng ta có sự sẻ chia, mang lại cho nhau sự hạnh phúc. Và đây chính là điều mà họ đang nghĩ về các bạn. Các bạn có thấy cảm nhận được sự ấm áp trong lòng hay không? Thì đấy chính là sự cảm nhận mà các bạn đã được năng lượng của họ mang đến. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn luôn có sự an vui và hạnh phúc.